Hi. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là mình cùng hai chị gái đến cái nơi này gọi là cái dòng sông bên cạnh cái lối đi bộ ở khu mình ở. Và đây thì sông nó đã đóng tuyết rồi, rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy đấy. À, tuyết bây giờ nó đang tan rồi. Tuy nhiên là ra đây thì rất là mát và cũng rất là thích nữa. Vừa lạnh này vừa đẹp này, chụp hình rất là thích. Nếu mà bạn nào mà cũng ở gần những cái dòng sông đóng băng như thế này thì lên ra trải nghiệm một chút, rất là thú vị. Hôm nay mình và các chị đi chụp ảnh mà xem đá nổ dưới sông rất là dễ thương. Ô cái chỗ đá kia nó đang tan kìa. Chỗ kia. Ờ tại chị Loan. Tại chị Loan đập. Chị Loan lạnh quá. Đá nó đang rung chuyển. Ô nổ. Nổ. Ôi đá nó đang nổ kìa, đẹp chưa? Âm ở mấy độ đó, hôm nay ấm nè. Chỗ đó đúng. Wow. Trời ơi, chị nứt rồi. Nó đang nứt, nó đang nứt. Ôi nổ, nó sập hết rồi. Ô, nó sập hết rồi. Đâu? Ở đâu nó nổ đấy? Ô, bên kia nó nổ kìa. Nó nổ nghe hay nhờ. Wow. Đá nó đang nổ. May đấy, chị có cái tảng đấy để giữ đấy. Không thì nó nổ một phát là chị rơi xuống sông luôn. À, đây là một nơi đi tập thể dục để người dân ở thành phố đi bộ quanh ở đây. Và đây có một con sông thì đang đóng băng. Hai bên bờ sông thì đóng băng rất là rõ ràng và có thể bước xuống một chút nhưng mà khá là nguy hiểm. Nên là mình và các chị thì ra đây tập thể dục này, rồi là ngắm cảnh, trải nghiệm cái dòng sông đóng băng ở đây. Dòng sông thì rất là đẹp và mát. Chị phải cẩn thận đấy. Nó mà rụng đấy là thôi đó. À, cẩn thận. Tí vào trôi đấy là tôi đi về luôn đấy. Ôi trời ơi, đây lạnh này, đá đóng băng luôn. Ôi. Thôi em lo lắm chị ạ, em lo cho chị và chồng chị. Đấy. Các chị bây giờ đang rủ nhau ra ngoài suối để ngắm cảnh, ngắm tuyết, ngắm đá và chụp hình. Wow, rất là vui. Suối ở đây rất là mát. Mình và các chị ra đây chụp ảnh như thế này và rất là vui. Chị ơi cẩn thận nhé. Đó. Gọi là bất chấp tất cả luôn. Đá ở đây đang tan, đang vỡ nên rất là nguy hiểm nên phải cẩn thận. Tuy nhiên là rất là đẹp và nghe cái tiếng đá nó nở ra tách rất là thích. À, cảnh ở đây rất là đẹp. Cảm thấy thoải mái. Khá là lạnh nhưng mà rất là vui. Mình và các chị thì cứ ngày nghỉ hay là được rảnh rảnh là lại đi tìm những cái nơi đẹp, chụp hình, đi ăn, tâm sự với nhau, rất là thích. Và ở đây còn có mấy con vịt rời nữa. Vịt rời đang bơi ở dưới sông kìa. Chúng tìm cá ăn ở đây. Và thỉnh thoảng còn đánh nhau nữa. Có một đôi. Một con vịt, hai con vịt, ba con vịt, ổ ba con vịt. Ở đây có ba con vịt, vịt không sợ lạnh. À, người dân đi bộ ở đây rất là nhiều, chạy xe đạp và đi bộ tập thể dục. Đây là nơi tập thể dục của người dân thành phố ở đây. Ai cũng có thể ra đây tập. Và tiếng nước kêu rất là vui tai. Chị xoay một vòng xem nào, xoay đi. Tập dục. Vô. Ai, xin mời.